Nam mô ta sa ma va ta ra ta sa na sam bon tha sa Nam mô ta sa ma va ta ra ta sa na sam bon tha sa Nam mô ta sa ma va ta ra ta sa na sam bon tha sa Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Ca Giác. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ với cơ bậc ứng cúng chánh đẳng giá ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo, các phóng tác sinh gia hộ chư chư tôn Đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Và nhất là phát sinh trí quán và thực hành pháp cao thượng thứ tôn ngõ hầu sớm đoạn tận khổ lưu thành tựu được thánh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Kính thưa quý vị, lẽ thường thì chúng ta chuẩn bị lễ đón một cái mùa xuân, mà mùa xuân thì thông thường thì cái mùa xuân á thì nó mang tới cho chúng ta một cái sức sống mới. Thậm chí có những câu thơ cổ nói rằng là ví không có buổi đông tàn thì làm sao có cảnh huy hoàng mùa xuân. Và mùa xuân này nó mang một cái sức sống. Tuy nhiên cái sự sức sống nào nó cũng có đi tới một cái mặt lợi và một mặt hại. Cứ mỗi ngày trôi qua, mỗi đêm trôi qua thì chính ngày đêm đó nó gặm dần cái tuổi thọ chúng ta. Mùa xuân đến thì chúng ta cũng vui, nhưng mà cái nỗi vui hơn mình làm sao cho nó tăng trưởng được cái đạo tâm. Một khi mà được tăng trưởng cái đạo tâm thì chính thật đó là cái mùa xuân của chính mình. Và để mà tăng trưởng đạo tâm thì chúng ta phải cần có làm sao cho tăng trưởng cái trí tuệ chúng ta. Và một khi mà chúng ta có một cái trí tuệ được tăng trưởng thì trí tuệ đó nó sẽ thay chúng ta rất là nhiều. Nó không phải chỉ một kiếp, không phải chỉ hai kiếp, mà nó sẽ thay ta cho đến khi chúng ta chấm dứt đi cái dòng sinh tử luân hồi và sức sống nó cứ mãi vươn lên. Cho nên do lý do đó chúng tôi chọn cái đề tài để ghi nhận ở trong Tăng Chi Kinh là bốn pháp tác thành bậc đại tuệ. Một khi mình thực hành cái pháp này á thì bất kỳ giờ phút nào chúng ta cũng có mùa xuân, bất kỳ ngày nào chúng ta cũng có mùa xuân, và bất kỳ một thời điểm nào chúng ta cũng vẫn hưởng trọn vẹn của mùa xuân. Thì thế nào là bốn pháp được tác thành bậc đại tuệ? Một bà la môn Vassakara, vị đại thần của xứ Mạt Kiệt Đà, có đến bạch Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn có bốn cái pháp được xem như là tác thành bậc đại tuệ. Tức là cái pháp đó là người có trí hiểu biết. Thứ hai là người đó suy ngẫm những cái điều trong công việc của mình để làm hoàn tất cho nhanh chóng. Thứ ba là người có sự ghi nhớ. Và thứ tư là người điều hành cái công việc cho có kết quả tốt đẹp. Đức Thế Tôn ngài không bác bỏ ý kiến này, nhưng mà ngài cũng không có tán thán. Và Đức Thế Tôn ngài phải dạy rằng này, Bà La Môn Vassakara, có cái bốn pháp mà được xem như là tác thành được trở thành bậc có cái trí tuệ rộng lớn. Bốn pháp đó, thứ nhất là hướng đến hạnh phúc của nhiều người. Thứ hai là suy ngẫm những điều cần phải suy ngẫm và không cần suy ngẫm những điều không đáng suy ngẫm. Đồng thời có cái tâm tự tại. Cái pháp thứ ba
là chứng đạt các tầng thiền không mệt nhọc, không khó khăn, mà đặc biệt là chứng đạt tới tứ thiền. Và điều thứ tư là diệt trừ đi những ô nhiễm trong nội tâm. Với cái bốn pháp này, người nào thành tựu bốn pháp này đó được xem như là bậc có cái trí tuệ rộng lớn. Và này Bà La Môn Vassakara, Như Lai là bậc đã thành tựu bốn pháp này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ suy ngẫm về những lời dạy của Thế Tôn được ghi nhận ở trong Tăng Chi Kinh Pháp Bốn Chi này. Thứ nhất là hướng đến hạnh phúc của nhiều người. Cái điều này nói lên một cái tấm lòng rất là vị tha, rất là rộng lớn. Chúng ta làm một việc gì đó mà chúng ta có cái tâm lý hướng tới cái hạnh phúc của nhiều người, cho dù người đó có biết hay không biết, mà thực hiện một cái hành động bằng lời nói, bằng hành động và một ý tưởng, nó mang một dấu vết thiện đến người đó. Cho dù rằng cái người mà thực hiện cái hành động, lời nói hay là ý tưởng đó biết hay không biết cái đối tượng mình thực hiện đó là bậc cao nhân hay không phải cao nhân, nhưng mà chỉ như đó thôi cũng đủ để mang tới hạnh phúc cho người khác. Như vậy thì khi mà hướng lên đến cái nhiều cái hạnh phúc của nhiều người thì chúng ta có cái tấm lòng vị tha rất là lớn. Nó tựa như là biển vậy, bao nhiêu cũng nhận. Bất kỳ một nguồn sông, một nguồn suối, dù là đại giang hoặc là những dòng sông nhỏ, hay cái dòng sông đó có màu đen, cái dòng sông đó có màu vàng, hay dòng sông đó có màu trắng hay màu xanh vân vân, thì biển có luôn luôn nhận lấy, không bao giờ từ chối. Cũng vậy, khi hướng tâm tới hạnh phúc của nhiều người thì chúng ta không còn có sự phân biệt. Khi hướng tâm đến hạnh phúc của nhiều người thì chúng ta không có còn có một cái hàng rào ngăn cách bởi sinh chủng, bởi tài vật, bởi những cái gì đó mà chúng ta có được hay không có được. Đó là mình nói về cái phương diện bên ngoài. Nhưng mà nói trên cái phương diện bên trong thì mục đích chúng ta thực hành những cái thiện pháp không phải là đem tới an vui cho chính mình, mà đem tới an vui cho những người xung quanh, đem tới sự an vui cho thân tộc, và đem tới sự an vui cho tất cả chúng sanh. Và những thiện pháp đó mà mang tới cái ảnh hưởng rất lớn, được sâu động như vậy, thì trước tiên nó chính là cái giới hạnh của chúng ta. Mỗi người mà có cái sự giới hạnh, chính là Phật Ngài dạy rằng ở trong bài kinh ước nguyện của Trung Bộ Kinh, với vị tỳ khưu khi suy ngẫm rằng ta thực hành như thế nào mà khi mà thân bằng quyến thuộc mà nghĩ tới ta phát sinh cái tâm hoan hỷ, và chỉ lấy như đó thì thân bằng quyến thuộc của ta cũng đủ để sinh thiền. Rồi những thân hữu của ta khi mà ngẫm nghĩ tới ta, nhớ tưởng đến ta trong những phút mà sắp sửa lâm chung, thì những thân hữu này sẽ phát sinh tâm hoan hỷ và sẽ sanh về cõi trời. Đây là một ước nguyện mang tới lợi ích cho thành nhân. Vậy thì cái vị này sẽ thành đạt được những về cái giới hạnh. Chính giới hạnh đó nó tựa như cái bóng mát mà bất kỳ một người nào đó đi vào cái cội cây của cái bóng mát đó đều hưởng được sự mát mẻ từ cội cây đó, từ bóng mát của cái cội cây đó.
Hướng đến hạnh phúc của tha nhân, hạnh phúc của nhiều người là từ bỏ đi những cái gì làm tai hại đến người khác. Mà rõ ràng là nếu như từ bỏ gậy gộc đao trượt, là từ bỏ những loại vũ khí để sát hại chúng sanh khác, đó là hướng tới hạnh phúc của nhiều người, của chúng sanh. À, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ những cái tà hạnh trong dục lạc, từ bỏ những cái sự dối trá lừa đảo, người đó đã mang hạnh phúc đến cho nhiều người. Và người nào đó khi hân hoan, họ chắp tay đảnh lễ, thì cái sự đảnh lễ cung kính nó nâng từ cái giới hạnh này, nó sẽ giúp cho người đó có khả năng sinh vào với dòng dõi cao sanh. Khi mà hướng tâm tới cái lợi cho nhiều người như vậy, cho dù cái người đó có biết hay không biết, thì những lời ước nguyện của người đó khi mà tác ý đến cái người đang hướng tâm đến nhiều người đó, được thể hiện bởi cái nội tâm qua cái giới hạnh hoặc là qua cái trí tuệ. Thì ước nguyện người này cũng sẽ dễ thành tựu. Tương truyền rằng ở trong thời quá khứ có vị Phật Độc Giác khi ngài đi bát ở trong thành, thì Ma Vương đã nhập vào dân thành, không cho đặt bát đến cho Đức Phật Độc Giác. Sau khi một dòng thành mà không nhận được Phật tịch nào đó, thì Đức Phật Độc Giác đi ra ở cổng thành. Thì bây giờ có vị Bà La Môn vào buổi sáng đi tắm xong, trên đường về gặp vị Phật Độc Giác, nhưng mà ông chỉ nghĩ rằng đây là vị Sa Môn, và hỏi rằng bạch ngài, ngài có được Phật tịch chi chăng? Vị Phật Độc Giác trả lời là này gia chủ, sẽ được thôi. Nghe ngài trả lời như vậy, vị Bà La Môn này đi tới, ngài xin dỡ bát ngài ra thì thấy trống rỗng. Vị Bà La Môn này nghĩ rằng vị Phật, vị Sa Môn này thiếu thốn mật thực, cho nên mới cung thỉnh làm theo bạch ngài, xin ngài hãy đi chậm chậm, đi chậm chậm, và tôi sẽ cúng dường mật thực đến ngài. Và lập tức thì ông đi rất là nhanh, về tới nhà và hỏi rằng là lớp mật thực mà chuẩn bị cho ta có chưa? Người nhà mới trả lời là dạ thưa chủ, đã có rồi. Thì bây giờ cái phần ăn của vị Bà La Môn này đã được soạn sẵn, và vị Bà La Môn này cho gói lại cái phần ăn của mình và kêu một cái người đầy tớ của mình. Nó nói rằng này con, con là người khỏe mạnh, nhanh chân, vậy thì con đi với một cái tốc độ thật nhanh, mang cái vật thực này đến cho vị Sa Môn mà ta gặp ở ngoài cổng thành, cúng dường đến ngày kẻo ngày trễ ngọ. Và cái người nô lệ này đi thật nhanh tới cúng dường đến Đức Phật Độc Giác. Sau khi cúng dường xong, cái người này mới phát nguyện rằng bạch ngài, với cái quả phước mà tôi đi thật nhanh để cúng dường vật thực cho ngài, xin cho tôi về sau có được những con vật hay là những cái phương tiện đi thật nhanh. Tôi đi ở trong ánh nắng mặt trời như vậy, do quả phước này xin cho đời sau tôi sẽ là con cái người mà có uy lực giống như là ánh sáng mặt trời vậy. Và Đức Phật Độc Giác ngài chúc phước Tất Chí Tăng Bát Thế Tăng Tuy Hành Khiếp Bá Mê Quá Sinh Chà Tú, họ mong rằng ước nguyện của người sẽ trở thành sự thật. Do lời ước nguyện này, do lời chúc phước này, cái người nô lệ đó kể từ kiếp đó cho đến thời Đức Phật chỉ có hai sinh thú, một là cõi người,
hai lại có chữ thiện. Và trong thời Đức Phật của chúng ta thì người nô lệ đó, ở trong thời Đức Phật chúng ta, cái người đệ tớ năm xưa tới thành là vua Chanh Đá Bắc Chô Tạ, và ngài có năm con vật đi rất là xa, đi rất là nhanh. Đó là một con voi Phất Đa, một ngày đi 50 giờ tuần. Hai con ngựa, mỗi người ngày đi 100 giờ tuần. Một người nô lệ ca cá, mỗi ngày đi 60 giờ tuần. Và con voi La Kê Rí, mỗi ngày đi 120 giờ tuần. Từ mẫu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng bây giờ có một cái số người á, mà dùng, mặc dù á, phương tiện cơ giới, nhưng mà di chuyển từ ở xứ này qua xứ khác cách nhanh chóng, mau lẹ như vậy. Thì người này ở trong quá khứ cũng đã từng tạo một cái phước là giúp đỡ người khác, tức là hướng tới cái lợi ích cho người khác. Cho nên ở trong kiếp này có cái sự di chuyển rất là nhanh. Bằng chứng là như đại khái này, chúng ta có những cái phương tiện vận chuyển bằng phi cơ chẳng hạn. Có nhiều người thì có lẽ rằng cả một đời họ chưa biết cái phi cơ là cái gì, hay máy bay là gì, máy bay là gì. Và đôi khi mặc dù họ có cái khả năng sử dụng cái phương tiện di chuyển nhanh như là máy bay, nhưng mà đôi khi họ không sử dụng tới, vì họ e ngại sẽ là bố kém hay chi đó, nó không có tự tại. Điều điểm này cho chúng ta có một cái suy ngẫm nó cũng rất là đặc biệt. Lại nữa, khi mà hướng tâm về cái lợi ích cho nhiều người như vậy, thì xin thưa rằng ngoài cái giới hạnh của chúng ta đã, thì từ cái giới này nó nảy sinh ra những cái điều đặc biệt. Khi những cái lời của những cái vị mà có giới chúc tụng, thì những lời đó nó sẽ trở thành hiện thực. Ví dụ như một cái người nào giữ giới một cách đoan trang, một cách tốt đẹp, thì chính như lời chúc tụng người đó sẽ mang tới hạnh phúc cho người khác. Chỉ cần câu chúc đơn giản thôi, chúc cho bạn được an lành, chúc cho bạn được an vui. Nhưng mà với cái người mà có giới thì nó có uy lực rất lớn, và người đó sẽ làm cho thành tựu được cái lời chúc mình nó trở thành hiện thực. Bởi sao? Bởi vì lời chúc của người này nếu xuất phát từ giới, tức là cái lời chân thật đó, thì cái lời chúc mình nó trở thành là chân ngôn. Mà một khi mà chân ngôn á, thì nó mang tới cái điều xảy ra sẽ là thành sự thật. Chúc cho bạn được an lành, thì cái sự an lành nó sẽ tới. Mà điển hình như chúng ta thấy là trong kinh điển ghi nhận, khi mà vua Tịnh Phạn, cha của Đức Phật, vào những giây phút mà sắp sửa mệnh chung, với trí tuệ của Đức Phật, ngài thấy rõ rằng vua Tịnh Phạn sắp sửa hết tuổi thọ. Ngài cùng với những đoàn tỳ khưu đi tới viếng thăm vua Tịnh Phạn lần cuối. Trong đó có Đức Ananda, trong đó có Đức La Hầu La. Thì bây giờ Đức Thế Tôn ngài ghé thăm vua phụ mình và hỏi rằng: thưa đại vương, chẳng hay đại vương có cảm nhận được cái chứng bệnh hay chăng? Mà Đức Thế Tôn: tôi không thể nào cảm nhận được cái chứng bệnh, bởi vì chứng bệnh này nó dày dò tôi rất là nhiều. Và nghe như vậy thì Đức La Hầu La rất là thương ông nội. Mặc dù lúc đó ngài mới được khoảng hơn 10 tuổi. Vua Tịnh Phạn mất vào độ khoảng hạ thứ 5 của Thế Tôn. Thì khi đó là Đức La Hầu La khoảng 14 tuổi. Nhưng mà từ khi mà xuất gia lớp 7 tuổi,
Qua cái bài kinh giáo giới La Hầu La tiểu kinh, Đức Phật này dạy rằng này La Hầu La chết có nói dối, dù là nó chơi. Từ đó Đức La Hầu La tuân theo cái lời dạy này, không hề nói dối, và tâm lúc nào cũng mát mẻ. Cho nên Đức La Hầu La đi tới vuốt và người của Vô Tình Phạn mà nói rằng: thưa nội tổ, kể từ khi mà con xuất gia cho đến hôm nay, dân theo lời dạy của Đức Thế Tôn, con đã tu tập giữ giới thật thận trọng. Do cái lời chân thật này, xin cho bệnh của nội tổ giảm thiểu. Thì giúp lời ước nguyện đó, thì Vô Tịnh Phạn cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, cơn bệnh như là nó đã giảm tới 50%. Và Đức Ananda nhìn thấy bác của mình đang bị chứng bệnh hành hạ như vậy, Đức Ananda cũng đi tới phát nguyện chuyên ngôn rằng: thưa đại vương, từ lúc tôi xuất gia tới giờ, tôi đến tu tập thực hành giáo pháp của Đức Thế Tôn không hề chảnh mạng. Do lời trang mặt này, xin cho căn bệnh của đại vương giảm thiểu. Và giúp bài nguyện đó, thì Vua Tần Hoàng Dương cảm thấy cơn bệnh như chấm dứt. Và nhân đó Đức Tôn Ngài thuyết giảng lên pháp thoại quán tưởng về cái giới mà tâm hân hoan sân khởi lên, bởi do khổ lụy không có phát xuất từ thân. Cho nên Vua Tịnh Phạn chứng quả A La Hán, và sau khi chứng quả A La Hán thấy quan sát thấy tuổi thọ mình sắp sửa mãn, cho nên Vua Tịnh Phạn bạch Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay tuổi thọ của tôi đã cạn, tôi xin đảnh lễ Đức Thế Tôn và tôi xin niết bàn. Và không bao lâu sau thì Vua Tịnh Phạn viên tịch. Nhắc đến cái đoạn kinh như vậy, hay là đến một cái đoạn truyện như vậy, để cho chúng ta thấy rằng khi hướng tâm tới lợi cho nhiều người mà chúng ta giữ lời chân thật như vậy, thì những lời chúc tụng của chúng ta nó trở thành là hiện thực. Chúc cho con được thuận may trong đời sống, xin cho tật bệnh được tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, vân vân. Thì những điều đó trở thành hiện thực. Trên lời dạy tắt của Đức Thế Tôn này dạy rằng á, là hướng đến hạnh phúc của nhiều người, ngoài lĩnh lực tâm từ mà mình đã hướng tới, không còn phân biệt, đem tới một sự an lành đến cho tất cả chúng sanh đó. Nó nói lên cái mãnh lực mà cái tâm chúng ta vị tha đối với người bên ngoài, thì bản thân của chúng ta ở trong nội tâm chúng ta phải có một cái gì đó để mà có thể hướng đến cái lợi ích người, giúp đỡ người. Cũng giống như một người mà muốn giúp đỡ người khác mà không có tài sản, thì người đó sẽ không có thể giúp đỡ người khác được, dù rằng ý muốn này cũng tốt. Mà khi mà có tài sản rồi mà có ý muốn giúp đỡ người khác được á, thì cái điều này thực hiện rất là dễ dàng. Như thế nào cũng vậy, ý muốn giúp đỡ người khác đó là một điều tốt, nhưng mà nếu mà bản thân chúng ta không có những cái điều đặc biệt nhất là giới, hay là những tiền định, hay là những trí tuệ, thì muốn hướng dẫn đến nhiều người thì không thể được rồi, giúp đỡ cho người không thể được. Chúng ta ví dụ như vị nhãn sư mà không suy tư, không nghiền ngẫm, không tìm để hiểu những cái Phật ngôn, những lý lẽ Phật ngôn, mà muốn giúp đỡ cho những người khác, muốn làm cho người khác trở nên tốt đẹp, thì điều này rất khó. Có lại với nỗ lực gia công học hỏi Phật ngôn, suy tư Phật lý, tìm hiểu những lý lẽ sâu thẳm, và với cộng với cái muốn ý hướng là muốn giúp đỡ cho chúng sanh khác, cho nhiều người, thì việc làm này nó không khó khăn nữa. Như thế nào cũng vậy, hướng đến hạnh phúc cho nhiều người, câu hỏi câu nói một cách vắn tắt như vậy,
Nhưng Đức Thế Tôn Ngài đã hầm chứa, muốn mang lại hạnh phúc cho nhiều người, muốn mang lại tới cho nhiều người, muốn mang tới an lành cho nhiều người, thì bản thân người đó phải trở nên tốt đẹp. Mà tốt đẹp đặc biệt nhất chính là giới định tuệ. Khi một cái người mà có được giới định tuệ, chỉ người khác chỉ cần nghĩ tới người đó thôi, tâm cũng đã hân hoan rồi. Và khi mà tâm đã hân hoan như vậy thì sẽ mang tới những hạnh phúc an lành khi vào những lúc lâm chung. Vì những cái ý kiến sáng suốt, những cái nhận định một cách đúng đắn, người đó sẽ đây giúp cho người khác gỡ rối ra những cái gì đó đang bị trói buộc, tháo gỡ đi những cái gì đó đang mà còn chướng ngại. Như vậy thì cái lời dạy này nếu mà còn dạy bảo chúng ta là trở thành cái bậc đa quan, là hiểu biết nhiều, học hỏi rộng. Một cái câu nói ngắn tắt như vậy nhưng mà hàm chứa rất là nhiều cái ý nghĩa thâm sâu. Và chúng tôi giờ mình hướng tâm đến nhiều người thì lập tức sẽ có nhiều người sẽ hướng tâm đến mình. Điều này dĩ nhiên như vậy. Giống người mà có trí tuệ và có một cái năng lực đặc biệt như vậy, khi chúc phước với người khác mà có cái điều mà hiện thực có tới, thì lập tức những người khác sẽ đi tới người này. Nó là như một cái kêu, một cuộc cộng sinh. Người đó sẽ nhớ cái người này. Còn người này sẽ có danh tiếng, người này sẽ có lợi đắc, người này sẽ có đồ chúng, vân vân. Và người này cũng sẽ là cái nơi dựa cho đại chúng. Như Đức Phật là nơi dựa của chư Tăng. Bởi vì Đức Phật Ngài có cái giới thật là thâm nghiêm, Ngài có thiền định thật là tuyệt vời, và Ngài có trí tuệ thật là tuyệt hảo. Bất kỳ một pháp nào Ngài cũng có thể biết, bất kỳ một năng lực thiền định nào Ngài cũng có thể trải qua. Và giới thân của Ngài không hề vi phạm, ngữ Ngài không hề vi phạm, ý Ngài không hề vi phạm. Ngài như là cõi tùng cõi tắc, Ngài như là thái sơn, Ngài như là một ngọn núi với một cái bóng mát tỏa rộng ra. Nhiều người đi tới như thế nào cũng vậy. Khi mình hướng tâm tới nhiều người, mang tới lợi cho nhiều người, mà bản thân mình làm cho thành tựu được những hạnh phúc đó, thì đại chúng sẽ đến với những người đó. Mà đại chúng đến với người đó thì dĩ nhiên người đó cần phải nghĩ tới hạnh phúc của nhiều người hơn nữa. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt. Mặc dù rằng Đức Phật và các vị thánh minh nhân A-la-hán đã hoàn toàn mà không còn ô nhiễm rồi, nhưng mà khi mà những người mà đi tới đảnh lễ Đức Phật, hay là đi tới tờ ý kiến Đức Phật hay là chư thánh minh nhân, mặc dù là cái ngày không còn gì phải làm nữa, nhưng mà cái ngày vẫn suy tư nó làm cách nào là để cho những cái người đến mình nó có mang nhiều lợi ích, mình tổn giảm đi những cái khó nhọc. Mà điểm mình thấy trong tạng luật á, đã ghi nhận nè, khi mà thế gian này xuất hiện 61 vị thánh nhân không còn bị ô nhiễm, tức là Đức Phật chánh giác, và 60 vị thánh A-la-hán, thì Đức Thế Tôn Ngài mới dạy rằng này, các sứ giả Như Lai hãy ra đi, hãy mang giáo pháp này để truyền giảng khắp nơi. Hãy đi một người một hướng, đừng đi một hướng hai người, để cho những ai càng có trí có thể hiểu biết được giáo pháp này. Lời ban của Đức Thế Tôn cũng là mang tới hàng hướng về hạnh phúc cho nhiều người. Nhưng mà chưa hết, các đoàn sứ giả Như Lai sau khi đi từ thành phố này sang làm mặt nọ, từ thị trấn kia đến thị trấn khác, rao giảng những giáo pháp vi diệu như vậy. Và có những thị gia tử hân hoan giáo pháp này, muốn được xuất gia trong cái giáo pháp này,
Thì bây giờ các ngài cũng chưa được lĩnh tứ tôn, cho nên không dám cho những cái nhà thị gia tử đó xuất gia. Cho nên cả thầy trò cũng phải băng rừng, vượt suối, trèo, đèo đi đến cái rừng Nai, nơi trú ngụ của Đức Thế Tôn. Để rồi tắt bật lên là những vị thị gia tử này muốn sự xuất gia trong giáo pháp này. Đức Thế Tôn trong cơn thiền tịnh, ngài mới suy ngẫm rằng với những người thị gia tử này mà xuất gia trong giáo pháp này, cả thầy trò phải vượt đường xa, phải qua rừng, phải qua núi, qua sông, qua đèo, khiến thầy trò mệt nhọc. Vậy thì Như Lai hãy cho phép chư tỳ khưu được cho giới tử xuất gia. Khi nói một cái đoạn kinh ngắn ở trong bản luật tạng này, cho chúng ta thấy là mặc dù thành bậc chánh đẳng chánh giác là ngài cũng nghĩ hướng tới cái lợi ích trên nhiều người, cho những môn đệ của mình đã đành, cho những người thiện gia tử có thể lặn lội xa xôi, có thể vất vả, thế là nghi lực được xuất gia, cho phép những gì thì không cho những gia tử xuất gia được hình thành. Nhắc đến cái điểm này để cho chúng ta thấy, khi mà đại chúng đang tâm cậy vào mình, nương tựa vào mình, thì mình phải làm sao cho xuất đáng, chứ không phải nhiều người ái mộ mình và từ đó mình cảm thấy mình hài lòng, cảm thấy mình thỏa mãn, cảm thấy mình mãn nguyện. Chưa phải mình ngược lại phải làm sao cho đúng với sự kỳ vọng của đại chúng. Và điều này nằm ở trong bài kinh Maha Gung Đá, tức là trường bộ kinh nói về đại điển tự. Đức Địa Bồ Tát chúng ta trong một thời quá khứ, ngài là một vị Bà La Môn có tài trí có tên là Maha Gung Đá. Rồi bây giờ ngài phục vụ cho Đức Vua Rơ Nú, và từ Đức Vua Rơ Nú đó, cái mảnh đất Ấn Độ cổ xưa được phân làm 7 cái vương quốc. Và cái sự giải quyết rất đúng đắn, cái sự giải quyết những cái công việc mang tới lợi ích cho nhiều người như vậy, ngài được đại chúng tán thán. Và thông thường những đại chúng tán thán thì hơi vẻ vời thêm, bởi vì cái tài trí của ngài rất là tuyệt vời. Mà lại chúng mà tán thán rồi thì thế nào nó cũng có sự là thiên thắt vô, chứ không phải là tâm. Cho nên ở trong đại chúng nó lâu trì rằng là đại sư Maha Nguyên Đá có thể tiếp xúc được cái Phạm Thiên, cho nên ổng giỏi, những gì mà ổng nói giống như Phạm Thiên chỉ điểm cho ổng, nói rất là chính xác và nói rất là tuyệt hảo, nó rất là tuyệt vời. Nghe đại chúng tán thán vậy, thì Bồ Tát chúng ta tức là Bà La Môn Maha Nguyên Đá nó suy ngẫm rằng ta có tiếp xúc được cái Phạm Thiên lần nào đó. Nếu mà đây là một tiếng tốt đẹp là nó khởi đến cho ta rồi, mà đại chúng đang kỳ vọng ta như vậy thì ta phải làm cho được như vậy. Và ngài từ bỏ đi những cái dục lạc của thế gian, lui vào một cái giường tự nguyện để tu tập thiền tịnh. Và cuối cùng thì ngài chứng đắc được những cái pháp thượng nhân và giao tiếp được với Phạm Thiên. Điều này được ghi nhận ở trong bài kinh Maha Gung Đá, tức là đại điển tôn của trường bộ kinh. Khi mà đưa ra những lẽ này cho chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta trở thành là một cái người mà trở thành là đại chúng mong đợi, vì mình mang tới lợi cho nhiều người, thì mình phải làm sao cho đáp ứng được cái yêu cầu đó. Điều này nói lên cách khác nữa là bỏ cái tôi ra ngoài, sống trong cái lợi ích cho chúng sanh khác. Mà một khi mà sống cho cái như vậy thì chúng ta mới thấy rằng khi
khi mà hướng tới lợi cho nhiều người á, mình không quan tâm đến những gì mình có được, và làm sao cho cái niềm kỳ vọng của đại chúng đặt cho mình nó trở thành hiện thực, nó là bỏ đi cái tôi ra ngoài, à, sống bằng với một cái tâm của người khác và một sự hy vọng của người khác. Mà điều này đem tới cái gì nữa? Đem tới sự hòa hợp, đem tới dứt trừ cái sự không quan tái, à, dứt trừ đi cái sự quan tái nếu có, không mang tới sự quan tái. Ở trong một kinh có bài kinh từ phiền não, nói lên ba vị thánh sa môn, đó là ngài Kipila, ngài Nandiya và ngài Anuruddha. Họ sống một khu vườn. Đức Thế Tôn ngài đi tới cái khu vườn đó, cái người giữ vườn mới nói rằng nó này, thưa ông sa môn, chứ vào trong cái khu vườn này, vì trong khu vườn này có ba vị sa môn sống rất là an tịnh. Đức Thế Tôn nghe nói vậy, ngài đứng yên ở trước cửa vườn đó. Rồi sau đó ngài Anh A Lục tức là Anh Út Quốc Phá đi cách thực về nhìn thấy, mới đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và bảo người giữ vườn này, này người giữ vườn đây là bậc đạo sư của chúng tôi, ngài xin ông hãy cho bậc đạo sư chúng tôi vào vườn. Và khi đi vào rồi đó, Đức Thế Tôn mới hỏi rằng này, các tỳ khưu, các thầy sống có được hòa hợp với nhau chăng? Rồi giờ Đức Thế Tôn dạ có, các thầy hòa hợp như thế nào? Mà Đức Thế Tôn, chúng con sống với tâm của người khác, tức là con không sống với tâm của con, mà con tánh sống với tâm của người khác. Khi người khác cần cái gì đó thì con hiểu ngay đó, cũng giống như mình cần. Người má người khác muốn cái gì đó con hiểu, cũng giống như mình muốn, và con thực hiện cái điều đó. Nhưng khi mà con đi, chúng con đi bác về, à, sau khi dùng vật cực thì một số vật cực còn lại chúng con để trong bác về, và nghĩ rằng á, vị đi xe bác về sau sẽ có vật cực dùng. Và vị cuối cùng về dùng vật cực xong á, vị đó đem đổ bỏ những cái vật cực còn dư sót lại, rửa bát rồi quét dọn, vân vân. Nó là đứng ngắt mà sống gì lít cho nhiều người, hướng về tới nó có sự hòa hợp. À, cho nên một cái chi pháp mà Đức Phật này dạy chúng ta đó, sống hướng đến hạnh phúc của nhiều người, nhiều khía cạnh và rất là sâu diệu, nhiều cái lĩnh vực. Mà mặt khác mà nếu chúng ta sống với tâm chúng ta bằng cái tâm người đó, thì chúng ta sẽ được an vui luôn. Rồi lập tức là những cái điều gì mà người khác mà mong mỏi đó, này chúng ta đáp ứng được, thì họ sẽ không có quan tái được. Chúng ta ví dụ giống như ở trong nhà này, một đứa bé mà nó cần một cái viên kẹo chẳng hạn, mà xét thấy là cái viên kẹo này nó không có mang tới tác hại, nó không có một cái gì làm cho nguy hại đến đứa bé cả. Mà cái người nhà đó hay người cha người mẹ đó cho đứa bé một cái viên kẹo đó, lập tức đứa bé nó sẽ không còn khóc, không la, không đòi, không hỏi, không quấy rầy. Nó như thế nào không vậy? Cho nên đây là một cái bước mà chúng ta sẽ thực hiện, nếu thực hiện được thì chúng ta sẽ không có một cái sự hiềm khích, à, chúng ta sẽ không có sự an tái, và chúng ta sống một cách hòa hợp. Bởi vì ta sống với lợi ích cho nhiều người, ta hướng tới lợi ích cho nhiều người. Bây giờ chúng ta hướng tới lợi ích cho bản thân chúng ta, thì bây giờ nó mới có đau thương gậy gộc, binh khí miệng lưỡi gia chạm nhau. Còn nếu hướng tới người khác, không có chuyện gì cả. Cái thứ pháp thứ hai, Đức Phật ngài dạy rằng hãy suy ngẫm những điều đáng cần phải suy ngẫm và không cần phải suy ngẫm những điều không đáng suy ngẫm, và cái tâm luôn tự tại. Ở thế nào là suy ngẫm những điều mà đáng suy ngẫm? Nó khác với Bà La Môn kia, suy ngẫm làm cái nào để hoàn tất cái công việc một cách mau chóng tốt đẹp, nó khác. Bởi vì
mà là quan sát cả ráng á, là nó là kỹ những cái việc ở chức vụ á, nó muốn chứng tỏ mình là người có tài có trí, cho nên suy ngẫm làm cái nào cho nó nhanh, nó tốt, nó thành công, nó nhanh chóng. Cho nên cái câu này cũng không bác bỏ ý kiến này, bởi vì nó là hiện thực của cuộc đời. Nếu mà ngài đi sâu vào trong nữa thì ngài dạy là hãy suy ngẫm những cái điều mà đáng suy ngẫm. Tức là ở lĩnh vực của cuộc đời đó thì chúng ta phải suy ngẫm làm cái nào để có một cái phương pháp vừa nhanh mà vừa có kết quả, mà vừa có một cái ích lợi. Nếu trong phương diện nội tâm đó, để Đức Phật ngài dạy suy ngẫm những điều nào đáng suy ngẫm. Nhưng mùa xuân về chẳng hạn là thì tất cả đều vui để mùa xuân trăm hoa đua nở. Nhưng cái mặt hiền trí ngày xưa nó thì cũng từ đó mà cái ngày suy ngẫm. Mà điển hình thì chúng ta có hai cái vị thiền sư Việt Nam có những bài xuân cũng rất là hay. Mà trước tiên thì nói tới thiền sư Bà Hạnh như thế này. Thì sư Bà Hạnh thì nói là nhân như điện ảnh hữu hoàng vô, dạng mộc xuân vinh thu hữu khô. Nói mà con người này á, con người á như là ảnh chớp vậy, có rồi không? Con người á như là điện ảnh nha, như là ảnh chớp có rồi không? Mùa xuân thì cây cối xinh tươi, nhưng mà mùa thu thì tàn hết. Giang mộc xuân vinh thu hữu khô. Rồi thế sự thịnh suy vô bố ý. Cái cuộc đời này nó thịnh hay suy không có gì phải lo sợ. Thế sự thịnh suy vô bố ý, thịnh suy như lộ thảo độc cô. À, chuyện mà thịnh hay suy đó, nó cũng tựa như là cái giọt sương rơi ở trên ngọn cỏ bên đường. Thịnh suy như lộ thảo độc cô, như ngọn cỏ bên đường. Nhớ mùa xuân hả? Vạn mộc xuân vinh thu hữu khô. Mùa xuân thì hàng trăm cây xinh tươi, nhưng mà mùa thu thì nó khô. Một vị thiền sư thứ hai mà chúng tôi có đề cập tới để đúng mùa xuân nha, mà ngài cũng suy ngẫm những điều mình đã suy ngẫm. Thì sư Giang Hạnh đã suy ngẫm rằng là mùa xuân thì hàng ngàn cây cối xinh tươi, nhưng mà mùa thu thì nó khô. Nó là mệnh lực của vô thường. Thì sư Mạng Giác cũng nói là mệnh lực vô thường. Xuân hướng bắt qua lạc, xuân đáo bắt qua khai. Rồi xuân đi thì trăm qua rụng. Xuân hướng bắt qua lạc, xuân đi trăm hoa rụng, xuân báo bắt hoa khai, xuân đến trăm hoa nở. Thị trục nhãn tiền khứ, việc đời xảy ra trước mắt, lão tùng đầu thượng lan. Cái cây tùng kia đó, đầu nó bạc, nó cao lên thêm. Mặt vị xuân bàn hoa lạc tận, mà đình tiền tạc giả nhất chi mau. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, trước sân còn lại một cành mai. Ngài muốn suy ngẫm. Xuân đi thì trăm hoa rụng, mà xuân đến là trăm hoa cười. Và chúng ta nhớ là cái bài dịch hình như là của Hòa Thượng Tâm Châu thì phải. Xuân đi lưu lại cánh hoa rơi, xuân đến trăm hoa nở nụ cười. Thế sự thoáng qua rồi chợt mất, đầu xanh phút chốc điểm xưa rồi.
chớ bảo hoa tàn, chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, trước sân còn lại một cành mai. Chúng ta cũng vậy, nếu xuân đến rồi xuân đi, nó cũng sẽ là chuyện bình thường của các mùa thay đổi. Nhưng mà còn lại một cành mai, chúng ta còn lại một cái chỗ nương. Mà chỗ nương chúng ta là gì? Nếu chúng ta đoán không lầm thì Thiên Ban Giám chúng ta còn lại ân đức của Tam Bảo, tức là chỗ nương về cái Phật Pháp. Còn lại một cành mai thì thôi, đó là ý nghĩa của các ngài, chúng ta có thể hiểu được phần nào. Nhưng mà Đức Phật dạy là suy ngẫm những điều đáng suy ngẫm, và không cần phải suy ngẫm những điều không đáng suy ngẫm. Nó suy ngẫm cái gì? Đức Phật dạy là suy ngẫm là đây là khổ. Mùa xuân đến có khổ hay không? Là cái nguyên nhân sanh khổ từ đâu? Nó bận rộn, rất là bận rộn. Người Phật tử cũng bận rộn, mà luôn cả Chư Tăng cũng rất bận rộn. Chúng ta không biết rằng ở nơi khác như thế nào, nhưng mà riêng mấy ngày nay tôi có cảm giác giống như tôi đang bị dây. Nếu Phật tử lên chúc tụng tốt cũng có, chúc an lành cũng có. Rồi một số lại hỏi về những cái ngày xuất hành cũng có, đi hướng nào cũng có, hay cầu tài lộc cũng có, đúng không? Mà 3-4 ngày nay tôi cứ cảm giác mình bị dây, rất bị dây. Tôi nhìn thấy cái khổ đó, mùa xuân tới khổ chứ không vui mà. Người khác có thể vui nhưng mà mình cảm thấy rằng nó có nhiều cái khổ, mà nguyên nhân nó khổ từ đâu? À, nguyên nhân khổ từ đâu? Tại vì mình cũng biết cái này biết cái kia cho nên người ta tới hỏi. Rồi giả sử mình không biết gì chẳng ai tới hỏi để làm gì, mà không ai tới hỏi gì thì nó được cái vui này, nó được cái an nhàn này, nhưng mà nó có cái nỗi buồn kia. Hoặc Phật tử tới mà hỏi an, mình có cái nỗi vui này nhưng mà có cái cực khổ kia, mà thấy được cái nguyên nhân đó. Nó suy ngẫm những cái khổ và cái nguyên nhân sinh khổ, không biết cũng khó, mà biết nhiều cũng khó, chứ không ai biết nhiều sung sướng gì cả. Nhờ những cái tiền của vương gì khổ, tìm cách gì khổ. Nhưng mà giờ mình gì khổ là giờ chưa đủ sức để mình làm đâu. Thì thôi mình sẽ sống gì người cho nên đứng ra. Ta sống gì người tức là ta sống gì ta. Bên đây là niềm tin cho Phật tử, bên đây là niềm tin cho những người chưa có niềm tin, bên đây em tới thì làm tăng trưởng niềm tin cho những ai đang có niềm tin. Bằng Phật Pháp, bằng nhân quả, bằng nghiệp báo, họ đưa những tư tưởng của họ quay trở về với chánh tính, quay trở về với chánh kiến. Nó có cái niềm vui đó. Để rồi sau này mặc dù biết là khổ nhưng mà trong cái khổ đó nó có cái vị ngọt nào đó. Cái vị ngọt đây không phải là vị ngọt thì chính mình, mà cái vị ngọt đây là chính là vị ngọt đem tới an tâm, đem tới an lòng, đem tới niềm tin, đem tới tăng trưởng niềm tin cho những ai đang có đức tin, đem tới niềm tin cho những ai chưa có đức tin. Tin niềm tin nghiệp báo bảo điều kiện cho họ làm phước, tạo điều kiện cho họ, những người Phật tử chúng ta hành thiện pháp. Ví dụ người ta hỏi là năm nay con xui lắm, em sẽ nói à vậy xui lắm á, rồi có phải làm sao chứ đâu có gì đâu có, con ráng mỗi đêm niệm Phật giùm hết cũng sao dài hạn không. Rồi bây giờ cái niềm tin vậy cũng khó ấy. Khó cải biến. Rồi mình nói là cũng sao giới hạn thì cũng được, nhưng mà tốt nhất là có tạo phước, có làm việc phước
chứ cuốn ba cây đàn cày mấy cây đàn cày mà giải hạn được thì nó thấy nó không hợp lý nào đó. Mà cái phước năng thắng số mà đức năng giải nạn à, mình giữ giới mình làm phước nó giải hạn như vậy thì nó cũng có chi vui đó, chứ không phải thật, nhưng mà phải lấy cái khổ à, chứ không phải không thấy. Cho nên các bạn thầy giả là suy ngẫm những điều mà đáng suy ngẫm, nhưng không cần phải suy ngẫm những điều mà không cần phải suy ngẫm. Ở suy ngẫm đây là khổ, thì hạ vui xuân mà mình thấy mùa xuân nó mang dán dấp cái khổ luôn đó. Một dán dấp cái khổ thứ nhất á, mình phải suy ngẫm rằng á, mùa xuân năm nay đi qua rồi thì tuổi đời trồng đất lên 365 ngày mình làm được gì chứ? Mà 365 ngày mình làm được gì à? À, tính lại cái sổ đời ơi, cái thiện của mình nó được bao nhiêu, cái bất thiện mình được bao nhiêu. Mà nếu mà cân đi xét lại đó, chưa chắc gì cái thiện nó ngang bằng với cái bất thiện. Mà sẵn gì cái bất thiện nó lớn hơn cái thiện nữa. Còn nếu mà thiện mình nhiều á, nhiều hơn cái bất thiện á, mình vui mà vui trong thống chấp thôi. Mới sao vậy? Bởi cái thiện này nó chưa có một kết quả nào để cho mình đáng hài lòng, đáng mong mỏi. Đơn giản, bởi cái thiện mình làm nhiều nhưng mà nó chưa có kết quả thánh đạo mình có thể chứng đắc được, hay thánh quả mình có thể chứng đắc được. Chưa? Hoặc là ông nghĩ câu thơ mà của các vị giáo phỏ tiền bối: sông bao nhiêu nước cho vừa, làm bao việc thiện vẫn chưa hài lòng. Chỉ khi nào mà hài lòng thì là chứng minh đạo A-la-hán mà thôi. Xong bao nhiêu nước cho vừa mà làm bao nhiêu việc thiện nó vẫn chưa hài lòng. Nó không hề tự mãn nữa. À mà không hề tự mãn nữa thì mình cảm thấy mình đẩy lùi được một cái gì đó, một gì tự mãn, tự hào, tự cao, tự đại nằm trong đó. Nó suy ngẫm những điều đáng suy ngẫm. Và những cái điều mà không đáng suy ngẫm thì thôi, không cần phải suy ngẫm. Không muốn tiếc gì dễ mà cũng không mơ tưởng đến tương lai, bởi vì tương lai vốn chưa có, dĩ dễ vốn đã qua rồi. Không nhớ lại mùa xuân trước để làm gì. Có nhiều khi đôi khi có một số nhớ lại mùa xuân trước là sao là cái nhóm đầu chúng mình sao hôm nay nó giảm kém. Cái chuyện là chuyện không cần phải suy ngẫm. Bởi vì Phật pháp đại rộng vô biên, ranh giới Phật pháp có mà như không cần. Ranh giới Phật pháp nó không có bằng hiện thực, mà nó có bằng tâm linh. Ranh giới của Phật pháp nó chỉ bao trùm mở giới định tuệ. Vô ra ngoài giới định tuệ thì nơi đó không có Phật pháp. Mà giới định tuệ nó chỉ là phần tâm linh. Cái ranh giới của giới định tuệ có mà như không. Không phải chỉ người Việt Nam, không phải chỉ người Mỹ, không phải chỉ người Anh, người Ấn, người mấy có. Mà giới định tuệ bất kỳ cái chỗ nào cũng có. Cho nên không cần phải suy ngẫm những cái điều mà không đáng suy ngẫm. Mà suy ngẫm rằng sự chết đang đến dần với ta. Mùa xuân đến, sự chết đang dần. Bạn phải làm sao trước khi mà sự chết nó đến? Phải suy ngẫm là làm thế nào mà trước khi mà sự chết nó đến, ta hoàn tất được cái điều kiện tối thiểu phải có. Nếu trường hợp mà nghe tin Đức Tôn ngày báo rằng còn 4 tháng nữa Như Lai niết bàn, thì vị tỳ khưu Tức Xá lui ra chỗ thanh vắng âm thầm tu tập để mặc ngoài tai những cái tiếng này tiếng nọ, không cần bận tâm những cái điều đó, tức là không cần suy ngẫm những điều không cần phải suy ngẫm. Nhưng mà suy ngẫm làm thế nào để mình chứng mắt được đạo quả, suy ngẫm về nhân, về quả, về nghiệp báo, suy ngẫm về những cái phước mình đã làm, suy ngẫm về những cái ác
biện pháp mình lỡ vô tình hay là cố ý phạm ra, nó để rồi dứt bỏ nó đi, không gì phạm nè. Bởi vì nên yêu mình chỉ có biện pháp mà nói. Ai sống cả trăm năm không thấy pháp sinh diệt, có hơn sống một ngày mà thấy pháp sinh diệt. Ai sống cả trăm năm mà không có giới không thiền, tốt hơn sống ngày mà có thiền có giới. Nói đến bằng ngày dạy trong cái nó cuối vậy. Mọi suy ngẫm những điều đáng suy ngẫm. Đây là nhân, đây là quả, đây là nghiệp báo, đây là sự khổ, đây là sự diệt khổ. Hãy tránh như vậy. Còn thịnh hay suy thì giống như chúng ta nói, giống như là ngày thì sẽ dạy hạnh giặt ta chúng ta. Thịnh hay suy giống như cái giọt sương lên trên cái đầu ngọn cỏ bên đường. Thịnh suy như lộ thảo độc vô, như là cái giọt sương rơi bên đường, con cỏ bên đường, chẳng đáng quan tâm cả. Chỗ nào mà không thịnh, chỗ nào không suy. Xong bên lỡ bên bồi thật, nhưng mà bên bồi hôm nay thì lỡ bên kia. Lúc thịnh lúc suy, chỉ nó không đáng quan trọng. Mà cái khổ và cái gì khổ, đó là cái điều đáng quan trọng. Cái thiện hay cái bất thiện pháp, đó là cái điều đáng quan trọng, đáng suy ngẫm. Có làm việc này nó thuộc về thiện hay bất thiện, có nói là này nó là thiện hay bất thiện, ý nghĩa này nó về thuộc về thiện hay bất thiện. Đó là cái điều mà chúng ta suy ngẫm nhiều thì chúng ta sẽ trở nên thấu rõ nhân quả. Mà thấu rõ nhân quả thì nó đem tới cho chúng ta có một cái sức sống mới, tức là nó có một cái trí tuệ mới phát sinh lên. Mà nhiều lần mà trí tuệ mới phát sinh lên như vậy thì trở thành bậc đại tuệ. Hướng tâm nó để nhiều người, để mà giúp cho nhiều người được tốt đẹp nè, thì nó cũng là một cái pháp môn để giúp cho chúng ta hiểu biết được cái cuộc đời, thông cảm được với cuộc đời. Mỗi người chúng ta đều có một cái mảnh thời riêng, mảnh thời riêng này khó ai thấu biết hiểu cho nhau, nhưng mà chắc chắn mọi người phải có. Có mảnh trời thì rất là xinh đẹp, có những mảnh đời thì nó buồn ơi hay là buồn, có những mảnh cuộc đời thì nhung lắm, có những mảnh đời thì giống như là chiếc lá mình ta tứ. Như ý mình nhìn niềm tâm sự đó mọi người đều phải có, mà không ai thấu hiểu cho ai cả, không ai có thể thấu hiểu cho ai được. Họ có thể thông cảm nhưng mà họ không thấu hiểu, nên nhớ. Mà chính bản thân mình thấu hiểu thôi. Người ta có thể thông cảm với mình được, mình có thể thông cảm với người khác được, nhưng mà thấu hiểu, chẳng ai thấu hiểu cho ai được, chỉ người đó tự thấu hiểu đó. Nên nhờ đó mình cũng có thể phát sinh được cái trí. Rồi hai pháp sau thì nói về cái sự chứng đắc quả thật là thành tựu được bậc đại tuệ, tức là chứng đắc được thiền tịnh một cách nhẹ nhàng, không mệt mỏi, không phá nhập và diệt trừ mọi ô nhiễm. Đây là những thành quả. Như là trước mắt thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có hai cái điều mà chúng ta đã thực hiện ngay lúc này. Mà thấy mà khi mà chúng ta thực hiện hai điều tiên quyết này á, hai điều cơ bản này á, thì dần dần nó dẫn tới chứng đắc thiền định cách dễ dàng, nhanh chóng và đồng thời diệt trừ mọi ô nhiễm. Thứ nhất là hướng tâm tới lợi ích cho nhiều người, mà hướng tâm nhiều cho nhiều người đó nó là phát sinh cái trí tuệ chúng ta, và đồng thời chúng ta suy ngẫm những điều đáng suy ngẫm. Hai điều này sẽ như hành trang của chúng ta trên bước đường chúng ta đi tầm cầu những cái hương vị của giải thoát. Từ lúc nào đó nó đầy đủ rồi đó để chứng đạt thiền định hay là diệt trừ ô nhiễm, nó không còn là xa lắm, không là xa. Mà tháng này lúc mặt ngày tiếp quan cách tuần tự để chúng ta thực hành một tuần tự. Ở trước đây chúng ta mở rộng cái tâm của chúng ta ra một cách phóng khoáng, dị tha, một cách hòa đồng, một cách hội nhập. Nên tâm người chính là tâm mình, ta sống với tâm người. Mình hướng tới giờ hạnh phúc của nhiều người, quên đi cái bản thân,
Bồ Tát chúng ta ngày xưa cũng vậy thôi. Và ngày nhờ chú đèn vậy ngày mới ta thành Phật. Mà chúng ta muốn chứng đạt thánh quả thì chúng ta noi gương, chúng ta học tập, chúng ta có lòng vị tha, có lòng bao dung, có lòng rộng lượng, rồi chúng ta suy ngẫm những cái điều đáng suy ngẫm. Đây là nhân, đây là quả, đây là nghiệp báo, đây là thiện pháp, đây là bất thiện pháp, đứng xa ác bất thiện pháp để thực hành những thiện pháp. Đó là nên nương. Và thấu rõ những nhân duyên nào mới dẫn tới thiện pháp này, thấu rõ nhân duyên nào dẫn tới ác pháp kia, nó phát sinh trí tuệ. Để dần dần rồi thì từ đó chúng ta diệt trừ được những ô nhiễm, từ đó chúng ta chứng đạt được những thiền định. Dĩ nhiên phải tu tập thiền định để xem từ đó chúng ta đi tới. Và trong hai chi phần sau, thật sự ra thì cần phải giải thích nhiều hơn. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng ở giai đoạn đầu chúng ta mà sống được với hai cái pháp này, hướng tới lợi ích nhiều người, suy ngẫm những điều đáng suy ngẫm, thì hai pháp sau sẽ thành tựu rất là nhanh chóng, rất là dễ dàng vậy. Và thôi về thời gian chúng tôi hôm nay cũng vừa phải lẽ báo sanh lên, xin cũng vừa đến chư tôn đức năng trong đạo tràng, mong rằng quý vị ngài luôn được pháp thể kinh an, với phúc báo phát sinh lên, chúng tôi xin đem đến sự an lành cho quý sư cô, quý sư bà, mong rằng các vị được thân tâm thường an lạc, với phúc báo sanh lên xin đem đến sự thuận may trong đời sống, sự an vui tịnh lạc và đặc biệt là tấn hóa trong Phật pháp của toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Và chúng tôi cũng xin hướng vào phước này đến cho chư thiên các nơi, nhất là chư thiên ngự nay đi cầu và có trời đạo lợi. Cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng, rồi xin gia hộ cho chư tôn đức tăng luôn được pháp thể kinh an, gia hộ cho quý sư bà quý sư cô luôn được pháp thể được thân tâm thường an lạc, gia hộ cho chư Phật tử luôn luôn được cùng ai trong đời sống được thành tựu mọi ý nguyện, nhất là được tấn hóa trong Phật pháp, đồng điều nhau cả thể. Nam mô bổn sư ca mâu ni Phật. Chúng ta xin gửi mất lại lập tràng.